Quý vị Phật tử và các bạn thân mến, trong chương trình này hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị Phật tử và các bạn cùng nghe những lời khuyên của Đức Phật cho nhiều người bệnh tật trong câu chuyện sau đây sẽ mang lại không ít giá trị nhân văn cho chúng ta trong bất cứ thời đại nào. Sau đây là lời Đức Phật giúp phòng bệnh. Thời Đức Phật còn tại thế, khi Ngài đang ngồi giảng cho các môn đồ, thì bỗng có một người trông rất sang trọng bước vào. Ông xin lỗi vì không hành lễ được như mọi người, vì cơ thể đang mang nhiều bệnh tật và vô cùng đau đớn. Đi tới đây cũng là nhờ sự gắng sức của ông rất nhiều rồi. Đức Phật hiểu ra vấn đề của người này và hỏi: Người có biết nguyên nhân khiến mình có bệnh hay không? Dù chỉ muốn đến đây để thể hiện sự thành kính, nhưng khi nghe được câu hỏi này, anh cũng tò mò muốn biết. Ngài tiếp lời: Nguyên nhân khiến ông mang bệnh là do 5 điều. Thứ nhất, ăn bữa tối quá no. Thứ hai, ngủ quá nhiều. Thứ ba, có cuộc sống quá trụy lạc. Thứ tư, chẳng để tâm đến điều gì. Thứ năm, lười lao động. Ông này nghe xong bày tỏ lòng ngưỡng mộ, không biết vì sao Đức Phật lại biết hết cuộc sống của ông. Ông từng nghĩ mình là người nhiều tiền, nhiều của, thì chỉ cần suốt ngày thưởng thức món ngon vật lạ trên đời. Nên mỗi bữa ăn thì ăn no chán mới thôi, không cần biết mình đã no hay chưa. Hết ăn thì ông lại chơi, suốt ngày tụ tập bạn bè để chè chén, sau đó mệt thì đi ngủ. Cuộc đời của ông cứ luôn diễn ra như thế, mà ông không nghĩ tới việc làm, vì nghĩ đó chỉ là nhiệm vụ của người nghèo. Bản thân mình cứ ăn sung mặc sướng, chơi bời là được rồi. Nghe những lời Phật nói, ông giật mình nhận ra và cầu khẩn sự giúp đỡ của Đức Phật. Vậy tôi nên làm gì để thoát khỏi những bệnh tật này ạ? Đức Phật cho hay: Từ nay về sau hãy kiểm soát bản thân trong việc ăn uống, tìm cho mình một công việc để được trở thành người có ích cho mọi người xung quanh bằng những việc làm tử tế của mình. Không phải uống thuốc, chỉ cần theo chỉ dẫn của ta, bệnh sẽ dần khỏi, người sẽ sống thọ. Khi trở về nhà, người đàn ông này lập tức thực hiện theo và dần thấy kết quả như những gì Phật nói. Thân hình ông dần trở nên gọn gàng hơn, tác phong nhanh nhẹn, thần thái rạng ngời. Ông đã đến nơi Đức Phật ở và quỳ sụp xuống trước mặt Ngài. Thưa Đức Phật, Ngài đã chữa khỏi cho tôi nhiều căn bệnh về thể chất. Giờ đây, tôi đến đây xin được Ngài khai mở trí tuệ. Thưa các bạn, những lời khuyên của Đức Phật cho nhiều người bệnh tật trên đây cũng chính là lời khuyên cho chính chúng ta. Bài học rút ra 5 điều cần tránh để sống thọ. Từ những gì Đức Phật giáo huấn cho người đàn ông kia, chúng ta cũng phải lưu tâm và ghi nhớ những bài học hay để áp dụng vào cuộc sống của mình. Do đó nhớ tránh những việc sau để đảm bảo có cuộc sống khỏe mạnh vui tươi. Thứ nhất là ăn bữa tối quá no. Ăn quá no sẽ thường gây ra áp lực không hề nhỏ cho dạ dày, phải làm việc quá nhiều trong một thời điểm, và đây là nguyên nhân gây ra những bệnh tật khác trong cơ thể. Nhất là khi ngủ, mọi cơ quan gần như nghỉ ngơi, máu lưu thông chậm lại. Ăn no làm mỡ trong máu tăng lên, dễ tích lắng ở những thành huyết quản, ảnh hưởng đến tính đàn hồi của mạch máu, dẫn tới xơ cứng động mạch. Bữa tối căng đầy, thức ăn chưa tiêu hóa hết, giấc ngủ đã tìm đến. Bên cạnh đó, việc ăn quá no thì lượng thức ăn không được tiêu hóa hết, có thể phân hủy thành độc tố, làm tổn thương đến hệ thần kinh trung ương. Khi lượng máu không đủ cung cấp cho não bộ, sẽ làm giảm trí nhớ và tư duy của bạn. Không những thế, xương của bạn sẽ mất đi chất khoáng thiết yếu nếu bạn cứ tiếp diễn thói quen ăn no vào buổi tối. Từ đó
làm tăng nguy cơ cao mắc các bệnh loãng xương. Do đó, chỉ nên ăn trước khi ngủ khoảng từ 2 đến 3 tiếng và không nên ăn quá nhiều. Thứ hai đó là ngủ quá nhiều. Đời ngắn lắm, đừng ngủ nhiều là một thông điệp cụ thể trong cuốn sách bán chạy khuyên chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn cho công việc, sinh hoạt hàng ngày hơn là cho việc ngủ. Tất nhiên, việc ngủ đủ giấc quan trọng, nhưng không có nghĩa là ngủ càng nhiều thì càng tốt. Ngủ nhiều sẽ sinh ra một số bệnh tật như nếu bạn nằm ngủ trong một thời gian dài ở một vị trí sẽ gây ra tình trạng cứng cơ và làm đau nhức người thêm. Không những thế, nó còn ảnh hưởng đến khả năng nhận thức của não bộ. Điều này sẽ làm bạn kém tập trung, làm giảm trí nhớ, ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành các công việc hàng ngày, thậm chí khiến cho bạn tăng rủi ro mắc các bệnh về tâm lý. Rối loạn nhịp sinh học xảy ra khi đồng hồ sinh học của cơ thể bạn không đồng bộ với lịch trình thời gian ngày và đêm tự nhiên. Những rối loạn này có thể sẽ khiến bạn khó ngủ vào ban đêm, nhưng lại dễ buồn ngủ vào ban ngày. Thứ ba là có cuộc sống quá trụy lạc. Cuộc sống cứ tưởng là được ăn chơi trác táng, trêu hoa, ghẹo nguyệt là vui, nhưng đó chỉ là sự trốn tránh của một tâm hồn trống rỗng. Đến khi có phút tĩnh lặng, ta lại hoang mang, sợ hãi về chính con người của mình. Ta có thể dối lừa bất cứ ai, nhưng không thể nào lừa chính mình. Tâm bệnh từ đây sẽ gây ra những thân bệnh khác mà chính bạn không hề biết vì sao mình bị bệnh. Vì thế, hãy tránh xa lối sống trụy lạc, lãng phí thời gian và tiền bạc, nhưng chỉ thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Thứ tư là chẳng để tâm đến điều gì. Làm người thì phải biết quan tâm tới người khác, cảm nhận của người khác. Vì khi bạn làm tổn thương người khác cũng chính là tổn thương chính mình. Khi bạn cảm thấy lạnh lẽo trong tình cảm, thì tự nhiên muốn thu mình lại. Dễ bị trầm cảm và bệnh tật cũng dễ kéo đến khi tinh thần của bạn luôn ủ ê sầu não, không người tâm sự, chia sẻ buồn vui. Thứ năm là lười lao động. Cuộc sống nếu không lao động sẽ không thấy cuộc đời mình ý nghĩa nữa, sẽ thiếu vắng niềm vui. Chỉ khi được làm điều mình thích và điều đó mang tới lợi ích của những người xung quanh mình thì bạn mới vui tươi, tràn đầy vô sống. Hãy luôn ghi nhớ lời của Đức Phật. Người bình thường chỉ biết nuôi dưỡng cơ thể, còn người thông tuệ sẽ biết cả việc nuôi dưỡng tâm hồn. Nếu chỉ biết thỏa mãn vị giác của mình là ngươi đang tự hủy hoại bản thân mình. Khi đi theo Phật Pháp, ngươi sẽ biết bảo vệ bản thân khỏi những cái xấu và có được một cuộc sống dài lâu. Phật dạy nên gạt bỏ ba ham muốn này thì tai họa sẽ tìm đến lúc nào không hay. Thưa các bạn, phàm ở đời, ai có thể thoát khỏi những cảm xúc và dục vọng? Có lẽ chúng ta dễ mắc phải một trong những sai lầm dễ gây ra tai họa của con người mà các bạn sẽ nghe sau đây. Thứ nhất là quá tham lam để rồi đi chệch hướng. Trong suốt quá khứ và hiện tại, vô số người đã gặp phải thảm họa vì tiền, vì lòng tham dẫn đến những ngã rẽ sai trái trong cuộc đời, để rồi đi đường tắt. Đây chính là sai lầm dễ gây ra tai họa của con người chúng ta. Một nhà thám hiểm đã đưa 500 người ra ngoài đảo để săn tìm kho báu và đã tìm thấy hòn đảo nơi chôn kho báu. Mọi người rất thích thú khi thấy vàng bạc châu báu khắp mặt đất, nhanh chóng chất đầy châu báu lên thuyền. Chẳng mấy chốc thuyền quá tải vì chất đầy đá quý. Không lấy được nữa mà mọi người vẫn tham lam không chịu dừng lại, tiếp tục nhặt lấy. Nhà thám hiểm nhìn con tàu bị quá tải muốn chìm và lớn tiếng khuyên mọi người đừng nhặt thêm đá quý bỏ lên tàu nữa. Nhưng những người bị lòng tham chiếm giữ không chịu nghe. Trong lúc tuyệt vọng, nhà thám hiểm chỉ có thể ném bớt đá quý trên con tàu của mình xuống biển và quay trở lại đất liền với một con tàu trống rỗng. Trên con đường về đến đất liền, những con tàu khác đi cùng suýt bị chìm
do đá quý quá nhiều, nhưng may mắn là con tàu của nhà thám hiểm có chỗ trống nên cứu được mọi người. Lúc này trên biển có một vị thần xuất hiện. Ông cảm kích trước sự thông thái, không tham lam và tốt bụng của nhà thám hiểm. Vị thần đã ban cho ông một túi của cải không bao giờ có thể tiêu hết trong đời. Không có gì sai khi ham tiền bạc, vì trong thời đại nào cũng vậy, khi đồng tiền xuất hiện, không có tiền là vất vả, đói kém. Tuy nhiên, nếu có ham muốn thái quá, sẽ chỉ chuốc thêm phiền phức. Theo đuổi vật chất quá mức, sẽ không thể dẫn đến hạnh phúc được. Bản chất của con người luôn hướng tới ham muốn và ước mơ. Những người hiểu bản chất của con người có thể thấy nhiều cái xấu của bản chất con người có nguồn gốc từ tiền bạc. Chỉ có trẻ con mới tranh giành đúng sai, người lớn mới xem thắng thua, cân nhắc lợi ích và đối mặt với hậu quả. Công nghệ luôn thay đổi, lối sống cũng thay đổi, nhưng lòng tham và nỗi sợ hãi của con người vẫn chưa bao giờ thay đổi. Khi đời sống vật chất được nâng cao, sung túc, thì tinh thần của con người bắt đầu sa sút. Sự phát triển của nền văn minh và sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật phải trả giá bằng sự suy thoái của bản chất con người. Trong quá trình mâu thuẫn này, con người không nhất thiết phải hoàn thiện. Ngược lại, khi nền văn minh phát triển và hoàn thiện cao, thì năng lực, đam mê, sức sáng tạo của con người cũng dần bị suy thoái, kéo theo lương tâm bị hủy hoại và đạo đức đi xuống. Tìm thấy trái tim nhân hậu ẩn sâu trong trái tim của bạn và sử dụng một khuôn mẫu cao hơn và một tâm hồn bao dung để mở một con đường mới cho cuộc sống mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Tham lam là một điểm yếu lớn nhất của bản chất con người. Khi đối mặt với những cám dỗ trong cuộc sống, nhìn chung bạn sẽ khó kiểm soát được bản thân. Một khi đã mở lòng ham muốn thì chẳng khác nào cơn lũ làm dở đi. Mọi thứ trên đời đều tuân theo luật nhân quả. Nếu quá tham lam thì sẽ hiểu luật nhân quả là gì. Nhân quả không chừa một ai. Bạn chưa thấy không có nghĩa là nó không có. Sống ở đời đừng quá tham lam tranh giành những thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Có làm thì mới có ăn, có cho đi thì mới có nhận lại. Thứ hai là quá ích kỷ, là dễ đi vào con đường hẹp. Trên thực tế, ai cũng có những ham muốn ích kỷ, nhưng có người kiểm soát được lòng ích kỷ bên trong, có người lại không. Một người chỉ nghĩ đến bản thân trong mọi việc thì khó mà có bạn bè. Lúc nào cũng chỉ chơi một mình mà thôi. Sống ở đời, đừng có ích kỷ quá. Nếu một người rơi vào tình trạng ích kỷ thái quá, hoặc là đang nghĩ đến việc lợi dụng người khác, hoặc đang coi thường cảm xúc của người khác, tự cao tự đại, thì không chỉ khiến người khác phật lòng, mà thậm chí còn gây phản cảm với nhiều người. Một người không kiềm chế được ham muốn ích kỷ của mình, sẽ khiến người khác chán ghét, không có người bạn chân thành trong đời. Những hành động được gọi là không đáng để người khác tin tưởng. Ngày xưa có một nhà thơ muốn nhìn thấy sự khác biệt giữa thiên đàng và địa ngục. Và sau đó, ông nhờ một vị thần chỉ cho ông ta thấy sự khác biệt. Vị thần đã đồng ý và chỉ cho ông ta thấy sự khác biệt giữa thiên đường và địa ngục. Sau khi xem xong, nhà thơ hết sức ngạc nhiên. Vì thực ra thiên đường và địa ngục cũng giống như nhau. Khi ăn cũng có muôi, tức là cái muỗng, nhưng muôi thì có cán dài, rất bất tiện khi sử dụng. Thiên đường bình yên và tràn ngập tiếng cười. Tất cả đều nở nụ cười trên môi, ngồi đối mặt nhau, múc cho nhau thức ăn bằng những chiếc muôi to lớn. Ai nấy đều cảm thấy rất hài lòng. Còn ở địa ngục, những cuộc cãi vã và đánh nhau vô cùng lộn xộn. Người ta cầm cái muôi to của mình và cúi đầu xuống rồi múc vào miệng mình. Nhưng tay cầm của cái muôi quá dài. Nếu không ăn được, sẽ dễ đánh vào đầu người khác, nên dễ xảy ra tranh chấp. Trong đời chúng ta cũng sẽ gặp những người như vậy.
sống chỉ biết cho riêng mình, không thèm nghĩ cho những người khác, làm gì cũng khiến cho người khác bức xúc khó chịu, nhưng luôn tỏ ra thanh cao thân thiện. Nhưng một khi xảy ra chuyện có hại, có lợi ích của mình, những người như vậy lập tức trở mặt, không chịu nhún nhường cho bất cứ ai, luôn dành phần hơn vì mình. Có một câu nói cổ là, đừng làm điều gì mà bạn không muốn người khác làm cho mình. Thế nhưng, những người ích kỷ không bao giờ nhận ra điều đó. Trái tim rộng sẽ bao dung hơn. Bao dung thì sẽ có tầm nhìn rộng hơn. Tầm nhìn rộng hơn sẽ công bằng hơn. Công bằng hơn thì lý trí hơn. Công lý thì lý trí hơn. Bao dung và ứng xử công bằng, kiến thức và lý trí phi thường sẽ có xác suất nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn và khả năng đưa ra nhiều lựa chọn và kế hoạch B, tức là con đường rộng hơn. Ngược lại, nếu bạn là người hẹp hòi, cứng nhắc, cực đoan và bướng bỉnh về tình cảm, bạn sẽ khó nhận được sự giúp đỡ từ thế giới bên ngoài. Và bạn sẽ không có thêm vũ khí để đối mặt với thế giới. Về lâu về dài, sẽ chẳng còn ai muốn tìm làm bạn với bạn cả. Thực ra, ích kỷ là bình thường, tư lợi cũng là chính đáng. Bởi nếu con người không ích kỷ tư lợi thì e rằng khó mà tồn tại được. Mục đích của ích kỷ thực chất là để bảo vệ bản thân, để có được chỗ đứng, cơ hội sống sót và kéo dài tuổi thọ. Vì con người cũng là một trong vạn vật, nên sẽ có động cơ bắt đầu là ích kỷ, nên coi đó là điều bình thường, không thể phán xét đúng sai. Kết quả của sự ích kỷ, nó sẽ dẫn đến sự chấp ngã được đề cập trong Phật giáo, dẫn đến tất cả các rắc rối nếu ích kỷ quá mức. Phật giáo luôn đề cập đến việc chia sẻ lợi ích cá nhân của mình với tất cả chúng sinh, biến lợi ích cá nhân thành lợi ích của công chúng. Và sau khi công chúng nhận được sự giúp đỡ và lợi ích của bạn mang lại mà không cảm ơn, không báo đáp lại, cũng không sao. Mọi thứ trên đời đều có luật nhân quả, nên bạn đừng bi quan suy nghĩ rằng nếu mình không ích kỷ thì thiệt thân. Thực ra bạn gieo nhân nào sẽ gặt quả đó, cứ sống tốt, trời xanh ắt sẽ an bài. Thứ ba là hay đố kỵ và dễ đi sai đường. Lời Phật dạy về lòng đố kỵ nói rằng nếu bạn làm tổn thương người khác sẽ làm tổn thương chính mình. Đây là sai lầm dễ gây ra tai họa của con người chúng ta. Một con đại bàng rất đố kỵ với một con đại bàng khác vì bay cao hơn nó. Vì vậy, nó đã yêu cầu người thợ săn dùng một mũi tên bắn hạ con đại bàng kia để mình hả hê. Người thợ săn đồng ý nói, anh hãy nhổ một chiếc lông và đặt nó vào đầu mũi tên, tôi sẽ bắn hạ đại bàng giúp anh. Vì vậy, đại bàng ghen tuông tự mình nhổ một chiếc lông vũ và đưa cho người thợ săn. Nhưng con đại bàng kia bay quá cao, người thợ săn rút cung tên ra. Nhưng không may, mũi tên rơi giữa không trung, không thể bắn tới nơi con đại bàng kia đang bay. Người thợ săn nói, hãy đưa cho tôi thêm một chiếc lông nữa để tôi thử lại. Sau đó, chú đại bàng ghen tuông đã làm theo ý của người thợ, tự mình nhổ một chiếc lông trên người. Nhưng không may là vẫn không thành công. Hết lần này đến lần khác không thành công. Đại bàng ghen tuông hừng hực cơn ghen, định nhổ lông một lần nữa thì phát hiện thân mình đã trơ ra. Lúc này, người thợ săn cười ranh mảnh và nói, vì mày không còn lông và không bay được nữa nên tao sẽ bắt được mày, đồ ngốc. Trái tim không hạnh phúc sẽ dẫn đến giận dữ. Trái tim quá nhỏ bé và hẹp hòi sẽ dẫn đến nóng giận. Vậy đó là lỗi của bạn, không phải lỗi của người khác. Lỗi của sân hận là làm giảm hồng phúc, sau này tái sinh vào cõi ác. Bạn nên suy nghĩ về điều đó. Hãy rèn luyện thêm tính nhẫn nại. Nếu không, chỉ một ý nghĩ nóng giận sẽ mở ra hàng triệu rào cản. Nó không đáng để bạn làm mất phước của mình.
Bình thường bạn luôn cho mình là nhất, bạn không thể nhìn thấy người giỏi hơn mình. Một khi bạn tìm được người giỏi hơn mình thì ăn không ngon, tối ngủ không yên, cố gắng vượt mặt người ta, nhưng càng cố thì càng thấy tức tối. Người có trí tuệ rộng, gặp được người tốt hơn mình sẽ xin lời khuyên và học hỏi người kia với tâm hồn cởi mở, nỗ lực cầu tiến, có thể theo kịp bước chân của người khác và đạt được cảnh sắc mới. Chúng ta phải học cách kiểm soát những ham muốn của mình. Chỉ khi chúng ta kiểm soát được những ham muốn bên trong một cách lý trí và đối phó với chúng một cách vô tư thì cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Đời này, thời gian và sức lực đều có hạn. Khi đánh mất bản thân vì dục vọng thì nhất định sẽ phải trả giá. Tất nhiên, ai cũng sẽ có ước muốn, nhưng có người có thể biến ước muốn thành sức mạnh để tiến về phía trước và ngày càng hoàn thiện bản thân, trong khi một số người không kiềm chế được ham muốn bên trong và đánh mất mình trên đường đời. Điều này khiến nhiều người hứng phải thảm họa. Vì vậy, chúng ta phải học cách kiểm soát sức mạnh của ham muốn thay vì bị điều khiển bởi ham muốn. Khi bạn có thể làm tốt tất cả những điều này, một cuộc sống tốt đẹp sẽ tự nhiên đến với bạn. Cách hồi hướng công đức tăng thêm phước báo. Hồi hướng phước báo là gì? Đầu tiên, để đại chúng hiểu khái niệm phước báo là gì, sư phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: phước là kết quả của việc thiện. Các việc thiện sinh ra phước báo. Phước đem đến may mắn, an lành, tốt đẹp, hạnh phúc cho chúng ta. Y lời Đức Phật dạy trong Kinh Thập Thiện, sư phụ cũng chia sẻ ba nguồn sinh ra phước báo gồm: thứ nhất là bố thí, thứ hai là trì giới, thứ ba là do tu tập. Cụ thể là từ một số việc làm như phóng sinh, bố thí, cúng dường, sống chung thủy, nói lời chân thật, sống lành mạnh, không bảo thủ, không tà kiến. Cùng với đó, sư phụ giải thích hồi hướng theo quan điểm của nhà Phật. Thí dụ, chúng ta làm một thiện sự gì đó. Sau khi làm như vậy thì sinh ra phước báo. Ta thu phước báo về gọi là hồi. Sau đó, hướng đến ai gọi là hướng. Đại chúng vừa tụng kinh vừa sám hối xong sinh ra phước báo. Phước báo ấy ta gom lại, sau đó sẽ hướng đến cho ai, gửi đến cho ai. Đó gọi là hồi hướng. Từ lời sư phụ giảng giải, chúng ta hiểu rằng hồi hướng phước báo nghĩa là thu hồi phước báo phát sinh từ việc làm thiện lành và gửi phước báo đó đến đối tượng mà chúng ta mong cầu được sống an lành tốt đẹp. Khi hồi hướng, phước báo có bị giảm đi hay không? Trong buổi vấn đáp Phật Pháp về chủ đề hồi hướng công đức, phước của mình có bị giảm đi không? Sư phụ đã kể câu chuyện về một người nông dân rất nghèo. Ông đã cúng dường toàn bộ phần cơm trưa của mình cho vị Phật độc giác với lòng thành kính. Ngài khoan hỷ thọ nhận và chú nguyện cho người nông dân này được phước báo. Việc đó được chư thiên quỷ thần ca ngợi tán thán đến tai nhà vua. Vua đã đến gặp người nông dân để xin chia phước vì không có duyên được cúng dường Phật độc giác. Người nông dân lo lắng rằng nếu chia phước cho nhà vua thì mình sẽ hết phước. Cho nên ông đã đi gặp Phật độc giác để bạch hỏi. Đức Phật độc giác đã lấy thí dụ về bó đuốc đang cháy và hỏi vị nông dân rằng: ví như bó đuốc của ông đang cháy mà mọi người mang đuốc của họ đến xin lửa ở bó đuốc của ông thì lửa ở bó đuốc của ông có bị mất đi hay không? Vị nông dân hiểu ra và trả lời rằng: lửa ở bó đuốc của ông vẫn không bị giảm. Qua đó, Đức Phật độc giác cũng khẳng định việc vị nông dân hồi hướng phước báo cho nhà vua với tâm chân thật thì phước báo của ông ấy sẽ không bị mất đi. Từ câu chuyện trên, sư phụ khẳng định khi làm một việc thiện,
một nghiệp thiện sinh ra được quả phước. Chúng ta hồi hướng cho thân quyến hay cho ai thì thân quyến mình được phước. Và được phước như thế nào là còn tùy thuộc vào nghiệp duyên của họ. Về phía mình thì mình không bị mất phước đi. Cho nên tại sao chúng ta vẫn thường nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả, cho cả pháp giới này? Cách hồi hướng để tăng thêm phước báo. Để chúng ta dễ tư duy và thực hành, sư phụ giảng giải: nếu chỉ hồi hướng miệng mà tâm ý không có, tâm xả tham của mình chưa có, tâm ích kỷ của mình vẫn còn, thì hồi hướng không được bao nhiêu. Phước ấy không chuyển đi được. Cho nên khi làm phước, chúng ta hồi hướng phước thì phước của mình không mất. Nhưng ta chân thành hồi hướng thật sự với tâm rộng lớn, thì phước của mình không những không mất đi mà còn tăng lên. Từ đó, đại chúng yên tâm thực hành thiện pháp, phước báo được nhân rộng ra. Tiếp đó, sư phụ khuyến tấn: chúng ta tu tập làm việc phước thiện thật nhiều và chân thành hồi hướng, không chỉ cho thân quyến mà còn cho cả pháp giới này cùng được hưởng phước báo, thì chúng ta không mất phước mà pháp giới lại được tăng thêm phước báo. Như vậy, nếu chúng ta hồi hướng công đức đến cho những chúng sinh khác với tâm chân thật rộng lớn, mong muốn khắp pháp giới giác ngộ Phật pháp, được kết duyên với Phật pháp, thì phước báo sẽ tăng trưởng. Phật đã truyền dạy về cách hồi hướng nhằm giúp chúng ta tăng thêm phước báo trong cuộc sống. Hồi hướng có nghĩa là quay về trong lòng, là sự chú trọng và chăm chút vào bản thân để tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của lòng từ bi và lòng biết ơn. Phật dạy rằng, để tăng thêm phước báo, chúng ta cần bắt đầu từ việc chú ý đến những hành động hàng ngày. Chúng ta nên sống một cuộc sống có ý nghĩa, đầy ý thức và chú trọng đến việc giúp đỡ người khác. Chúng ta có thể thực hiện những hành động nhỏ mỗi ngày như giúp đỡ một người khó khăn, chia sẻ yêu thương và lắng nghe người khác. Những hành động này không chỉ làm tăng thêm phước báo cho chúng ta, mà còn góp phần vào hạnh phúc chung của mọi người. Hồi hướng cũng bao gồm việc quan sát và nhìn lại bản thân. Chúng ta nên thường xuyên kiểm tra lòng mình, nhận biết và thừa nhận những sai lầm và nhược điểm của chính mình. Đồng thời, chúng ta cũng cần biết ơn và trân trọng những phẩm chất tốt đẹp và thành tựu của bản thân. Từ việc nhìn nhận chính mình một cách chân thành, chúng ta có thể tự trau dồi và phát triển những phẩm chất tốt hơn, tạo điều kiện cho sự trỗi dậy của lòng từ bi và lòng biết ơn. Hồi hướng đòi hỏi chúng ta khám phá và hiểu rõ chính mình. Chúng ta nên tìm hiểu về bản chất đau khổ và niềm vui, về sự tạm thời và vô thường của cuộc sống. Từ sự hiểu biết này, chúng ta có thể nhìn nhận mọi sự kiện trong cuộc sống một cách sâu sắc và không gắn bó quá mức với chúng. Điều này giúp chúng ta trở nên nhẹ nhàng và tự do trong tư duy, và từ đó tăng thêm phước báo và hạnh phúc trong cuộc sống. Từ những lời dạy về hồi hướng của Phật, chúng ta cũng có thể tìm thấy cách thực hành lòng từ bi và tha thứ. Hồi hướng giúp chúng ta nhìn nhận mọi người và mọi sự với tình yêu thương và sự thông cảm. Chúng ta học cách đặt mình vào vị trí của người khác, cảm nhận và hiểu được những khó khăn và khao khát của họ. Từ đó chúng ta có thể thể hiện lòng từ bi bằng cách giúp đỡ, chia sẻ và lắng nghe một cách chân thành và tận tâm. Hồi hướng cũng dạy chúng ta cách tha thứ và giải thoát cho sự oán trái và thù địch trong lòng. Tha thứ không chỉ làm giảm bớt gánh nặng tâm lý, mà còn tạo điều kiện cho sự tiến bộ và hạnh phúc cá nhân. Khi chúng ta tha thứ, chúng ta đang giải phóng bản thân khỏi sự cấu kết của quá khứ và tạo điều kiện cho một tương lai tươi sáng. Tha thứ không đồng nghĩa với việc chấp nhận những hành vi xấu xa, mà là sự giải phóng bản thân khỏi gánh nặng tâm lý và
hướng tới hòa bình và sự đồng lòng. Hồi hướng cũng dạy chúng ta về sự không gắn bó với sự sở hữu và danh vọng vật chất. Chúng ta được khuyến khích thực hành không gắn bó, không ái tứ, không tham lam và không tham vọng. Chúng ta hiểu rằng vật chất chỉ là thân thể tạm thời, còn danh vọng và tài sản chỉ là những thứ tạm thời và vô thường. Thay vì gắn kết và lưu giữ những điều này, chúng ta tìm thấy sự tự do và hạnh phúc trong lòng từ bi và trân trọng những giá trị vĩnh cửu như lòng nhân ái, lòng biết ơn và lòng tương thân. Với lòng hồi hướng và sự thực hành từ bi, chúng ta có thể tăng thêm phước báo trong cuộc sống. Chúng ta có thể nhẹ nhàng và tự do trong tư duy, tạo điều kiện cho sự hòa hợp và tình dượng trong cuộc sống. Chúng ta không còn gắn bó với sự so sánh và ganh đua, mà hướng tới sự phát triển cá nhân và hạnh phúc chung. Chúng ta không chỉ trân trọng những thành công và niềm vui của mình, mà còn biết ơn và chia sẻ niềm vui của người khác. Sự hồi hướng và lòng từ bi tạo nên một môi trường tốt đẹp, nơi mọi người cùng hỗ trợ, đồng lòng và chia sẻ trách nhiệm với nhau. Qua những lời chia sẻ quý báu thiết thực như trên của sư phụ, chúng ta hiểu rõ hơn về sự hồi hướng phước báu và lợi ích khi hướng tâm hồi hướng một cách chân thật. Xin kính chúc quý vị Phật tử cùng người nghe luôn tinh tấn tư duy thực hành lời Phật dạy để đem lại lợi ích cho mình, cho muôn loài chúng sinh. Quý nhân của bạn là ai? Người cho bạn mượn tiền trong lúc khó khăn. Người sẵn sàng đứng ra giúp đỡ cho chúng ta mượn tiền khi gặp khó khăn không có nghĩa là họ thực sự giàu có và dư dả, mà thực sự là họ vì tình cảm chân thành thực sự muốn giúp đỡ chúng ta vượt qua khó khăn. Đối với họ, tiền bạc không phải không quan trọng, mà họ coi tấm chân tình quan trọng hơn tất cả. Vì thế, thứ họ cho chúng ta mượn không chỉ là tiền tài, vật chất, mà còn gửi gắm tình cảm, lòng tin nơi bạn. Người sẵn sàng chỉ ra lỗi lầm của bạn. Người muốn bạn tiến bộ chính là người thương bạn. Đừng nên hiểu lầm rằng họ đang bắt lỗi sai hay không tôn trọng bạn. Bởi khi thấy bạn mắc lỗi, họ thực sự cũng đang rất sốt ruột. Lời thật đôi khi sẽ khó nghe, nhưng lại khiến ta tỉnh ngộ. Và chỉ có người muốn tác thành cho bạn mới không cố kỵ mà thẳng thắn góp ý. Họ không phải không sợ mất lòng, mà họ muốn tốt cho bạn, coi sự tiến bộ của bạn là ưu tiên. Những người thẳng thắn, bộc trực, sống có trách nhiệm sẽ khiến chúng ta có thể yên tâm đưa lưng cho họ bảo vệ. Vậy nên đừng để giuột mất những người như vậy. Người kéo bạn thoát ra khỏi nghịch cảnh. Khi gặp người tốt đối với chúng ta, đó chính là phúc khí và may mắn của chúng ta. Cho nên, nếu bạn rơi vào nghịch cảnh mà có người vẫn chủ động ra tay giúp đỡ, không sợ phải gặp phiền toái mà kéo bạn thoát ra, thì nhất định đó là quý nhân của bạn. Ngoài ra, người cho bạn một con đường hy vọng thì đúng là người có tâm tính tốt và lương thiện. Người hết lòng tuân thủ lời hứa. Thời đại này, vì lợi ích mà tính và nghĩa dường như không còn được nhiều người coi trọng. Vậy nên, tìm được một người tuân thủ tính nghĩa thì phải quý như vàng. Đó là bởi vì không chỉ họ coi trọng lời hứa với bạn, mà còn coi trọng bạn. Người xưa có câu, lời nói gói vàng. Chữ tín thể hiện sự tôn nghiêm, nghĩa khí và tinh thần trách nhiệm của một người. Người quân tử coi trọng lời hứa, người như vậy đáng thâm giao và đáng giá tin cậy. Người nhân hậu. Chơi với người lành thì cuộc sống thanh tịnh, là bởi vì chính lời nói và việc làm của người ấy sẽ trở thành tấm gương tốt cho bạn. Vô hình trung,
mà ảnh hưởng tốt đến bạn, cho bạn nhân sinh quan và thế giới quan đúng đắn hơn. Đó chính là một loại tài phú vô hình. Người truyền lại kinh nghiệm nhân sinh cho bạn. Không phải ai cũng nguyện ý sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của bản thân mình cho người khác. Tìm kiến thức không khó, tìm thầy mới khó. Vì vậy, khi ai đó sẵn sàng truyền lại kinh nghiệm cho bạn thì đừng nên xem nhẹ. Bởi họ đang nghĩ cho bạn, muốn bạn có con đường tương lai thuận lợi thì đơn giản là họ rất coi trọng tài năng của bạn. Người thân, cha mẹ, người thân không chỉ là quý nhân mà còn là người có ơn với chúng ta. Ngay cả tình yêu mặn nồng đến mấy, tình bạn thân thiết đến đâu cũng đều phải có điều kiện mới đến với nhau. Vì chỉ có cha mẹ mới yêu thương con vô điều kiện. Chỉ họ mới có thể nhẫn nại những điều không thể nhẫn, bao dung những điều gần như người ngoài không thể bao dung cho chúng ta. Nhưng đôi khi, vì một phút nóng giận nhất thời, hay vì những dục vọng cá nhân mà chúng ta làm các bậc sinh thành phải buồn lòng, thậm chí vì người ngoài mà nổi nóng, thất ý với người trong nhà. Không có bất cứ ai ngẫu nhiên xuất hiện trong đường đời của chúng ta. Mỗi một người mà chúng ta gặp gỡ đều đại biểu cho một số sự việc. Có lẽ họ cần xuất hiện để dạy cho chúng ta biết điều gì đó, hoặc sẽ giúp đỡ chúng ta nhận ra điều gì đó. Trong cuộc sống, gặp được quý nhân là một điều may mắn. Có thể thành quý nhân của người khác thì quả là đáng quý. Lại có thể là quý nhân của chính mình thì còn gì tuyệt vời hơn. Ai là quý nhân? Thích Ca Mâu Ni từng nói, bất kể có gặp được ai, họ cũng đều là người nên xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, họ nhất định sẽ dạy cho bạn một điều gì đó. Những người có duyên với bạn sẽ đến bên bạn một cách vô thức. Những người không có duyên với bạn, dù bạn có cố gắng đến đâu, cũng sẽ không thể gặp được họ. Một thiền sư đã nói rằng, những người bạn gặp đều do số phận sắp đặt. Định mệnh đưa họ đến với chúng ta. Mục đích là gì? Đó là để cuộc sống của chúng ta đi đúng hướng. Ít nhất tất cả chúng ta cùng có lợi. Những đối thủ có khả năng tương tự như bạn là quý nhân. Khi chúng ta chơi cờ vua, điều chúng ta hy vọng nhất là gặp được một đối thủ có kỹ năng chơi cờ tương tự. Tranh đấu với những tên bất tài vô nghĩa, ngay cả khi chúng ta chiến thắng, nó sẽ không tạo ra bất kỳ tiến bộ lớn nào và không kích thích tiềm năng của chúng ta. Cuộc sống giống như một bàn cờ, và tất cả chúng ta đều là những người chơi thao túng bàn cờ. Bạn có thể đi được bước nào không chỉ phụ thuộc vào thực lực của bản thân mà còn phụ thuộc vào thực lực của đối thủ. Người khiến bạn khốn khổ và thay đổi hướng đi của vận mệnh chính là quý nhân. Anh Quan và anh Lý làm việc trong một doanh nghiệp có tiếng. Tuy nhiên, vì anh Lý có người chống lưng nên chèn ép anh Quan khắp nơi. Thậm chí chặn sự thăng tiến của anh Quan, đẩy anh đến bước đường cùng. Đối mặt với tình hình như vậy, anh Quan không còn cách nào khác là kiên quyết từ chức và chọn làm việc ở các công ty khác. Hôm nay, 10 năm sau, anh Quan đã trở thành một chủ doanh nghiệp lớn, còn anh Lý vẫn chỉ dậm chân tại chỗ với chức nhân viên quèn. Theo bạn, việc anh Quan chuyển sang công ty khác là điều tốt hay là điều xấu? Có thể nói, tất cả những điều xấu sẽ biến thành điều tốt trong một ngày không xa. Mọi thứ khiến bạn khốn khổ đều khiến bạn trưởng thành nhanh hơn. Người níu kéo bạn khi bạn rối ren chính là quý nhân. Như có câu, ở hiền gặp lành, ở lạnh mới biết cây tùng. Khi thời tiết cực lạnh, chúng ta mới biết được sự quý giá của cây tùng cây bách.
Chỉ sau khi trải qua bao gian khổ, nhìn thấu lòng người thì chúng ta mới hiểu được giá trị của tình yêu đích thực. Những người thấy rằng bạn có tiền và quyền lực muốn tân bốc bạn hoặc thậm chí làm hài lòng bạn. Bất kể họ nói những điều tốt đẹp gì hoặc cảm xúc của họ mãnh liệt như thế nào đều không đáng tin. Một người càng đạo đức giả bao nhiêu thì khi bạn giành được quyền lực họ sẽ càng gần gũi bấy nhiêu. Điều chúng ta cần chú ý không phải là những người đến với chúng ta khi chúng ta đang nắm quyền, mà là những quý nhân chủ động ra tay giúp đỡ khi chúng ta gặp khó khăn. Cảm xúc chân thực luôn sẽ được bộc lộ khi có người ta ở điểm thấp. Chỉ có tình cảm chân chính trong nghịch cảnh mới đáng trân quý cả đời. Những người hiểu bạn là quý nhân. Một người hiểu bạn có thể mang lại một mối quan hệ với sự thoải mái và an tâm. Trên mạng họ truyền tai nhau câu nói như thế này: điều tuyệt vời nhất trên thế gian này chính là được chia sẻ những điều tuyệt vời và cảm động nhất với người thực sự hiểu mình. Người với người, thứ có được nhất chính là thấu hiểu nhau. Trong Hồng Lâu Mộng, tình cảm giữa Lâm Đại Ngọc và Giả Bảo Ngọc là mối tình khiến người khác ghen tị. Giữa họ chưa thể nhắc tới chữ yêu, nhưng bạn có thể cảm nhận được chữ hiểu giữa hai con người ấy. Bảo Ngọc và Đại Ngọc giận dỗi nhau. Bảo Ngọc vội vàng nói: nghe ta nói một câu nữa thôi. Đại Ngọc vừa lau nước mắt, vừa đẩy Bảo Ngọc ra, rồi nói: có gì mà phải nói, lời của Bảo Ngọc cô sớm đã hiểu rồi. Không cần nói, đối phương cũng đều hiểu. Nó cần tới biết bao sự thấu hiểu và cảm thông sâu sắc trong tâm hồn giữa hai con người. Thực ra, không khó để hiểu vì sao Bảo Ngọc và Đại Ngọc lại hợp nhau tới như vậy. Đó là bởi vì trong tất cả các nhân vật, chỉ mình Đại Ngọc không ép Bảo Ngọc đi theo con đường công danh. Cũng chỉ có mình Đại Ngọc cảm nhận được nét tính cách và cái phẩm chất có khuynh hướng đơn giản, không muốn bó buộc dưới áp lực của Bảo Ngọc. Có lẽ một tình yêu đẹp cũng chỉ cần có vậy. Hai ta thấu hiểu nhau, không cần phải ra sức giải thích hay ép mình thành một người khác chỉ để làm hài lòng đối phương. Chúng ta có thể đơn thuần và thoải mái là chính mình trong mắt đối phương, nhưng đồng thời cũng khiến đối phương cảm thấy tự tại và vui vẻ. Trên thế gian này, có một người hiểu bạn, đó là điều hạnh phúc nhất. Buông bỏ lòng ghen tị với 4 điều dạy của Phật. Buông bỏ lòng ghen tị là một hành động cao cả và mang lại sự giải thoát cho tâm hồn. Khi chúng ta ghen tị, chúng ta đặt mình vào tư thế so sánh và luôn muốn có những gì người khác đang có. Tuy nhiên, điều này chỉ mang đến sự đau khổ và không hạnh phúc. Hãy chấp nhận bản thân và tìm hiểu giá trị riêng của mình. Mỗi người chúng ta đều có những ưu điểm và tài năng riêng, và chúng ta không cần phải so sánh mình với người khác để thấy mình đáng trân trọng. Hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân và tập trung vào việc phát triển và nâng cao năng lực của mình. Buông bỏ lòng ghen tị cũng là cách để tạo ra một môi trường tốt đẹp hơn xung quanh mình. Khi chúng ta không còn đắm chìm trong cảm giác ghen tị, chúng ta có thể tận hưởng và chia sẻ niềm vui với người khác một cách tự nhiên và chân thành. Đồng thời, chúng ta cũng tạo ra không gian cho người khác để phát triển và tỏa sáng, mở ra những cơ hội mới và đẩy mạnh sự phát triển chung. Thay vì chỉ tập trung vào những gì người khác có, hãy tập trung vào việc xây dựng cuộc sống của chính mình. Hãy đặt mục tiêu làm việc chăm chỉ và tạo dựng những giá trị riêng mà chúng ta có thể mang đến cho thế giới này. Khi chúng ta không bị áp lực và khống chế bởi cảm xúc ghen tị, chúng ta có thể sống một cuộc sống tự do, bình an và tràn đầy niềm vui. Chúng ta có thể tận hưởng từng khoảnh khắc
và trân trọng những điều đơn giản nhưng quan trọng trong cuộc sống. Hạnh phúc không nằm ở bên ngoài, mà nó tồn tại trong lòng chúng ta khi chúng ta tìm thấy sự an bình và sự đồng lòng với thế giới xung quanh. Buông bỏ lòng ghen tị không chỉ giúp chúng ta trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, mà còn giúp chúng ta tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc trong lòng. Khi chúng ta có thể chào đón thành công và hạnh phúc của người khác mà không ghen tị, chúng ta đã tiến bước trên con đường đến sự tự do tâm hồn và trọn vẹn hơn trong cuộc sống. Biểu hiện của lòng ghen tị thấp nhất là khẩu nghiệp, nói điều sai quấy về người khác. Nặng hơn là biến thành oán khí, sân hận, hành động gây tổn hại tới người khác. Phật dạy cách xóa bỏ lòng ghen tị để thân tâm an lạc, nhận ra giá trị của bản thân và cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống. Nếu có lòng ghen tị, sẽ mắc phải những sai lầm rất đáng tiếc sau đây. Thứ nhất là tạo ra nghiệp ác. Vì thấy người có mà mình không có, nên tạo ra những việc trái với luân thường đạo lý để có cái của người, hoặc hại người mà đoạt lấy cái mình thích. Thứ hai là không phát hiện ra khuyết điểm của bản thân. Chỉ vì chăm chăm thấy thành tựu của người khác, suy bì với người khác mà không tự soi rọi bản thân, xem tại sao mình chưa đạt được thành tựu đó, rút kinh nghiệm mà cố gắng. Thứ ba là mất đi bạn bè. Người hay ghen tị không được hoan nghênh, không thật lòng đối đãi với người khác, nên bạn bè cũng dần mất đi. Thứ tư, phá hoại bồ đề tâm. Những thiện nghiệp công đức đã gây dựng đều bị mất. Tâm tình lúc nào cũng bồn chồn, không thoải mái, không yên ổn, nguy hại tới sức khỏe. Để chuyển biến thói xấu, bốn phương pháp từ bỏ lòng ghen tị theo lời Phật dạy dưới đây hãy thực hành hàng ngày. Thứ nhất là nhận thức tâm ghen tị là nguy hại, nhất định không làm theo. Thứ hai là quý trọng bản thân, tự hào vì mình đã đạt được và đang cố gắng để đạt được. Mỗi người có một phúc báo riêng, chỉ có tự mình chân chính làm nên mới là bền vững nhất. Thứ ba là tập thói quen tùy hỷ công đức, học cách khen ngợi người khác, công nhận thành tựu của người khác. Thứ tư, quan trọng nhất là giữ tâm thanh tịnh, một lòng hướng Phật, từ bi hỷ xả, thì lòng ghen tị tự khắc không còn. Phật đã truyền đạt những lời dạy vô cùng sâu sắc về lòng ghen tị nhằm giúp chúng ta thoát khỏi những cảm xúc đau khổ và tìm đến sự hòa hợp và bình an trong tâm hồn. Theo lời Phật dạy, lòng ghen tị là một trong những tâm tình có hại nhất và làm cản trở đường tới sự giác ngộ và hạnh phúc. Ghen tị sinh ra từ sự so sánh và ganh đua, từ lòng ham muốn và lòng tự cao tự đại. Khi chúng ta không thể chấp nhận thành công, tài năng hay hạnh phúc của người khác mà luôn luôn muốn có được những gì họ có, chúng ta đánh mất đi sự hòa hợp và sự hạnh phúc thực sự. Phật đã khuyên chúng ta phải tìm hiểu và hiểu rõ về bản chất của lòng ghen tị. Chúng ta cần nhận ra rằng sự khác biệt và đa dạng là điều tự nhiên trong cuộc sống. Mỗi người trong chúng ta đều có những mặt mạnh và yếu khác nhau, và không ai hoàn hảo trọn vẹn. Chính trong sự khác biệt đó, chúng ta có thể học hỏi và phát triển bản thân một cách tốt hơn. Phật đã dạy rằng, để vượt qua lòng ghen tị, chúng ta cần rèn luyện lòng biết ơn và lòng từ bi. Thay vì nhìn vào người khác vì những gì người khác đạt được, chúng ta nên nhìn vào những điều tích cực và những thành tựu của bản thân. Chúng ta cần trân trọng và biết ơn những gì mình đã có và cống hiến sự quan tâm và lòng từ bi cho người khác. Lòng từ bi cũng giúp chúng ta tạo ra môi trường tốt đẹp, nơi mà chúng ta không cạnh tranh hay ganh đua với nhau, mà hơn hết là hỗ trợ và
cổ vũ lẫn nhau. Chúng ta có thể chia sẻ niềm vui và thành công của người khác một cách chân thành và tận hưởng hạnh phúc trong lòng khi chúng ta biết rằng sự thành công của người khác không làm giảm đi giá trị hay cơ hội của chúng ta. Phụ lục 3. Mỗi hạt bụi là một kiếp. Mở đầu phẩm Hóa Thành Dụ, phẩm thứ 7 Kinh Pháp Hoa, Đức Phật kể lại câu chuyện về Đức Đại Thông Trí Thắng, Maha Vijnana Jnana Bipu, một vị cổ Phật đã nhập diệt cách đây rất lâu. Thời gian lâu xa đó được diễn tả bằng một thí dụ như sau. Có người đem cả thế giới Tam Thiên, Đại Thiên nghiền nát thành mực, rồi đi qua mỗi 1.000 thế giới ở phương Đông thì chấm một điểm. Cứ như thế chấm cho hết số mực đó. Sau cùng, đem tất cả thế giới đã đi qua, hoặc có chấm mực, hoặc không có chấm mực, nghiền nát thành bụi, và cứ mỗi hạt bụi là một kiếp. Từ khi Đức Đại Thông Trí Thắng diệt độ đến nay, số kiếp lâu xa hơn số bụi đó vô lượng vô biên, trăm nghìn muôn ước lần. Ở đây, Đức Phật dùng số lượng hạt bụi của thế giới để ví cho sự lâu dài bất khả tư nghị. Thông thường, thời gian được quan niệm như một chiều dài vô tận, kéo dài từ quá khứ đến vị lai. Với cách hiểu này, thời gian lâu xa tính bằng số lượng hạt bụi, hay còn gọi là vi trần kiếp như trên, quả là không thể đo lường được. Ngay cả với khả năng tư duy cao hay trí tưởng tượng phong phú, một nhà toán học cũng không thể đếm được có bao nhiêu hạt bụi trong căn phòng của mình, hà huống là đếm được số lượng hạt bụi của một thế giới, hai thế giới và cho đến trăm nghìn muôn ức thế giới. Vậy sự mô tả thời gian lâu xa của vi trần kiếp có ý nghĩa đích thực là gì? Thử một lần để lại đằng sau mọi ý niệm 1, 2, 3 và chúng ta bắt đầu suy gẫm. Tại sao phải phóng tầm nhìn vào một quá khứ xa xôi, xa đến nỗi ngay cả trí tưởng tượng cũng không thể vươn đến được như thế? Phải chăng, càng tư duy về điều đó, thì trí thông minh của chúng ta càng bị dồn đến chỗ tận cùng, đến một điểm mà ở đó mọi suy tính, phân biệt đành phải dừng lại, nhường chỗ cho thế giới vô phân biệt, một thế giới vốn vượt lên trên mọi khái niệm dài, ngắn, xa, gần. Quả thật như thế, khi tư duy khép lại và chỉ có mặt trong tỉnh thức một cách trọn vẹn, lúc bấy giờ, cánh cửa không môn của thế giới chân thật, hiện tiền sẽ mở ra. Ở đó, một thế giới sống động, phi thời gian, từ bao giờ vẫn như thế, vẫn mãi miết trôi giữa dòng thực tại vô ngã. Đây không phải là cái nhìn theo cách phân biệt của con đường tư duy hữu ngã, mà là cái nhìn như thật, được phóng chiếu trực tiếp từ đời sống thực tại, hiện tiền, bây giờ và ở đây. Chính vì vậy, sau khi đưa ra thí dụ về sự lâu xa của vi trần kiếp, Đức Phật nói rằng, với tri kiến của Như Lai, sự lâu xa đó giống như là ngày hôm nay. Rõ ràng trong thế giới thực tại, tự thân nó không có khái niệm thời gian vật lý dài đằng đẵng. Ở đó, đời sống thực thụ trôi lăn trong mỗi niệm sinh diệt tương tục. Và vì vậy, sinh và diệt của mỗi ý niệm được xem là một kiếp. Đến và đi trong mỗi nhịp đập của trái tim là một kiếp. Mỗi cái nháy mắt là một kiếp. Và cũng như thế, mỗi hạt bụi là một kiếp. Tại đây, với một cái nhìn vượt thời gian, chúng ta có thể đi đến gần hơn với Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Chuyện kể rằng, Đức Phật Đại Thông Trí Thắng ở nước Hảo Thành, sống lâu đến 540 vạn ước Na Do Tha kiếp. Lúc Ngài ngồi nơi đạo tràng phá ma quân, sắp sửa thành đạo, nhưng Phật Pháp không xuất hiện. Thổi đó, các vị trời Đao Lợi trải tòa sư tử cao một dặm dưới cội Bồ Đề để cúng dường. Khi Phật vừa ngồi trên tòa đó, chư thiên tấu nhạc trời. Các vị phạm thiên trải hoa trời, gió mang mùi hương lâu lâu thổi đến, dọn hoa héo rồi trải hoa mới để cúng dường. Trải qua suốt 10 tiểu kiếp như thế, bây giờ Phật Pháp mới xuất hiện và Ngài thành tựu vô thượng chánh giác. Câu chuyện của Kinh Pháp Hoa tạm dừng lại ở đây. Hơn nghìn năm sau, một vị thiền sư tên là Vô Môn Huệ Khai, 1183-1260, trong tập sách Công Án Thiền nổi tiếng có tựa đề là Vô Môn Quan, Ải Không Có Cửa, đề cập đến câu chuyện của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng, đại khái như sau. Có vị tăng đến hỏi Hòa Thượng, tại sao Đức Phật Đại Thông Trí Thắng ngồi tịnh ở đạo tràng đến 10 kiếp mà Phật Pháp không xuất hiện? Hòa Thượng trả lời, câu hỏi của ông là câu trả lời rồi đó.
Vị tăng thưa: đã ngồi ở đạo tràng sao không thành Phật? Hòa thượng đáp: vì ngài không thành Phật. Mẫu thoại ngắn trong công án này ngầm mô tả cái khả tính giác ngộ vốn sẵn có trong tâm của mỗi chúng sinh. Đại thông trí thắng nghĩa là bậc giác ngộ có trí tuệ tối thượng, thông suốt tất cả các pháp, nhất thiết chủng trí. Và do đó, một bậc như thế khi ngồi ở Bồ Đề, giác ngộ đạo tràng, có nghĩa là ngài đã thành Phật rồi. Đã là Phật rồi, đâu cần phải trở thành Phật nữa. Ngài chỉ hóa thân thành Phật theo cơ duyên mà thôi. Vì thế, lời bàn của Vô Môn tóm tắt rằng, người phàm nếu hiểu được sẽ trở thành bậc thánh. Bậc thánh bây giờ mới hiểu trở thành kẻ phàm. Công án kết thúc với lời kệ tụng như sau: liễu thân hà tự liễu tâm hư, liễu đắc tâm hề thân bất sầu, nhược giả thân tâm câu liễu liễu, thần tiên hà tất cánh phong hầu. Tạm dịch: biết thân đâu bằng biết được tâm, tâm đã ngộ rồi nhẹ nhàng thân, tâm thân vô ngại cùng chung biết, thần tiên rồi chức tước có cần. Rốt cuộc đâu cần phải trở về cát bụi, cuộc sống đã là cát bụi rồi. Mỗi kiếp sống vẫn như hạt bụi nhỏ, dù một hạt bụi, hai hạt bụi hay trăm nghìn hạt bụi, giữa phi trần ước niệm, cái nhỏ nhất cũng là cái gì lớn nhất. Sinh hay tử, mê hay ngộ, tất cả đều nằm ở đó.